Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Xuân An, năm nay mình 6 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình thể thao tiêu trên 7. Trong chương trình thể thao có rất nhiều môn thể thao hay là đá bóng, bóng rổ, bơi lội, tennis, cầu lông. Tớ thích nhất là đá bóng tại vì đá bóng tớ giúp tớ có sự dẻo dai. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy nói cho mình nghe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.